Dạ ok, em cảm ơn anh Huy đã tham gia buổi live tối ngày hôm nay. Thì một lần nữa cảm ơn chú Thượng Sĩ Nhất, anh Thu Quang và anh Huy. Thì cũng xuất phát từ cái việc mà chúng ta tìm hiểu trên không gian mạng thôi. Thì cái thông tin gì đúng ạ, nó chia sẻ nó phù hợp, nó khách quan thì cũng không ai đề cập đến. Thế nhưng ở đây riêng góc độ lịch sử thì chúng ta cần tìm hiểu nó một cách chính thống, không thông qua bất kỳ một cá nhân đúng không ạ, hay là một quan điểm cá nhân nào cả. Đấy, bởi vì quan điểm của cá nhân cũng chỉ là quan điểm thôi, có thể là đúng cũng có thể là sai, chứ không phải là quan điểm cá nhân lúc nào cũng đúng. Nó chính xác nó là như vậy, mà lịch sử nó là nền tảng đúng không ạ, nó nền tảng của một cái quốc gia, của một dân tộc, không chịu sự chi phối và cũng không chịu sự bẻ lái của bất kỳ cá nhân nào. Nếu như chúng ta mà nghe, chúng ta không có nghiên cứu cụ thể mà để dẫn đến một giai đoạn nào đó thì cũng không khác gì Liên Xô cả, cũng không khác gì ngày hôm nay ở các nước như Ukraine, Ba Lan, các thứ cả, Latvia cả, người ta đập phá hết đúng không ạ. Ngay kể cả tổng thống Zelensky của Ukraine, người ta mới đây người ta lên người ta ca ngợi, người ta kỷ niệm chiến thắng phát xít. Thế thì đặt ra một câu hỏi, ai, lực lượng nào làm nòng cốt trong cái vấn đề mà chiến thắng phát xít đúng không ạ? Thế nhưng mà những cái người đó là những cái người ngay cả ở gốc Ukraine cũng bị người ta đập phá tường, người ta thay đổi tên đường, người ta cho rằng những kẻ đó là những kẻ phản Tổ quốc. Thì nếu như mà ngày hôm nay chúng ta theo dõi không gian mạng và chúng ta biết biết được là gì, đó là sự cảnh báo rồi của cơ quan chức năng rồi, người ta đã cảnh báo. Cảnh báo đó là gì? Đó là hiện nay đúng không ạ, lợi dụng cái việc ở Việt Nam chúng ta thì người ta tổ chức thành các cái hội, các cái nhóm, người ta đưa ra đầu tiên là góc nhìn cá nhân đúng không ạ, quan điểm cá nhân. Nhưng mà trong cái quan điểm cá nhân đó người ta lồng ghép một vài vấn đề nữa thì rất dễ gì ạ, rất dễ nó đi vào cái tiềm thức của các bạn trẻ, thậm chí có những người cũng có tuổi thôi chứ không phải là không đúng không ạ, thì cũng không khó để mà những người đó người ta có cái sự thay đổi về tư duy để dẫn đến là gì, nhìn về lịch sử bằng một cái lăng kính nó bị bóp méo đi. Thì rất là nguy hiểm, nó rất là nguy hiểm. Thì các cái thủ đoạn đó thì không phải bây giờ người ta mới tiến hành, mà trước đây người ta đã từng tiến hành rồi và rất nhiều lần rồi đúng không ạ. Người ta đưa ra những cái tuyên truyền, người ta đưa ra những cái viễn cảnh, những cái mơ ước đúng không ạ, những cái mà chúng ta cứ hiểu nôm na là không làm có ăn đấy, rồi nghiễm nhiên là sang Mỹ là cứ được ở nhà lầu xe hơi, nhiều quan điểm người ta nói như vậy chứ không phải là không. Thế thì ngày hôm nay chúng ta tìm hiểu được thì đó là một trong những cái để chúng ta biết và cảnh giác, cảnh giác chứ chúng ta không dễ mà đạt được ngày hôm nay đúng không ạ. Và với quan điểm của cá nhân em nhé, cá nhân mình ấy, xin thưa cô chú anh chị là riêng quan điểm cá nhân thì tôi lại không không đặt niềm tin vào bất kỳ một người nào và cho rằng là quay đầu hay quay đít hay quay xe gì đó là việc của người ta đúng không ạ. Còn cái thực tế nó cần phải thời gian để chứng minh, bởi vì chúng ta không quan trọng về hình thức, lời nói thì ai nói cũng được, còn bản chất như thế nào mới là quan trọng đúng không ạ. Và ngay từ đầu tôi cũng đã đặt ra câu hỏi, nếu như Việt Nam ta vẫn như năm 1975 thì thử hỏi có những người quay đầu yêu nước không đúng không ạ. Đấy, còn cái tư liệu nào, cái tài liệu nào để chứng minh là do là Ngô Đình Diệm đúng không ạ, vì tham quyền cố vị, vì muốn gia đình trị, vì nắm quyền lực vân vân cả, nên là không muốn thi hành hiệp định Geneva nên mới bị Mỹ giật dây cho các cái những thành phần kia lật đổ và gọi là đảo chính tiêu diệt anh em về Ngô Đình Diệm. Thế thì lại đặt ra một cái câu hỏi khác, đó là ai đã giật dây cho Ngô Đình Diệm không thực hiện hiệp định Geneva đúng không ạ. Thì cái điều này nó rất là rõ thôi, chứ còn kết luận lại thì Ngụy thì muôn đời vẫn là Ngụy, không bao giờ thay đổi được, về bản chất không bao giờ thay đổi được. Bởi vì sao, ngày hôm nay chúng ta thấy thôi, những thành phần nó chả liên quan gì, như Trương Quốc Huy chẳng hạn, nó chả liên quan tí nào Việt Nam Cộng Hòa, thì cũng được những cái thành phần này nó tôn vinh, nó kiệu lên đầu, nó thờ, nó cúng, nó vái đúng không ạ, nó hâm mộ, nó thế này thế nọ, thì chúng ta đủ thấy thôi. Đấy, những cái kẻ nó chả liên quan gì, như Nguyễn Văn Đài nó chả liên quan gì cả. Đấy, tại sao lại như vậy, thì qua đó chúng ta thấy được thôi. Và cái việc mà chúng ta tiếp cận với không gian mạng thì nó rất tuyệt vời đấy, nó rất là hay
nó là cái không gian mở, mọi người có thể tiếp nhận được nhiều nguồn thông tin. Thế nhưng để đánh giá nguồn thông tin đấy nó có giá trị ở mức nào và nó thực hư nó như thế nào thì cần phải có sự tìm tìm tòi học hỏi, đúng không ạ? Chứ không phải là chúng ta cứ nghe người ta nói, khi mà chúng ta đã trở thành những người ủng hộ rồi chúng ta cứ nói. Và thấy rất là lạ đó là gì, có rất nhiều nhóm, đúng không ạ, rất nhiều trang Facebook, YouTube có trước đây đều có quan điểm chung, thế nhưng sau khi nghe một vài thành phần ấy, thành phần ở hải ngoại người ta tuyên truyền, đúng không, người ta thế này thế nọ, thì ngay lập tức lại quay ra là gì, tam đàn sẽ nghe. Thế thì ngày hôm nay một vài quan điểm cá nhân thôi, thế nhưng đã làm cho gì ạ? Chúng ta thấy từ một cái vấn đề Việt Nam hai quốc gia, rồi là phải công nhận Việt Nam Cộng Hòa là một quốc gia thì cứ gọi đòi được biển đảo. Thế thì tôi chỉ hỏi một câu hỏi thôi, nếu như Trung Quốc người ta bảo bây giờ tao chỉ làm việc với Việt Nam Cộng Hòa, tao mới trả lại đảo mà tao đã chiếm, thế thì ai là người đứng ra thành lập lại Việt Nam Cộng Hòa, và thành lập ở đâu, thành lập như thế nào, và liệu có đòi được không, có chắc 100% đòi được không, cơ sở pháp lý nào để đòi đấy, như Philippines đấy, đòi đi, tòa án quốc tế phán quyết rồi đấy, đúng không ạ? Thế thì ngày hôm nay đó chúng ta theo dõi thì chúng ta cũng cần phải để ý, cần phải để ý nữa. Chưa có một cái khẳng định nào trong hiệp định Geneva là vĩ tuyến 17 là biên giới quốc gia, cái điều đó chúng ta đọc và chúng ta thấy thôi. Còn quan điểm của tôi thì vẫn giữ nguyên quan điểm, ai, đúng không ạ, bất kể người nào, cá nhân nào có cái tinh thần quốc gia dân tộc, trước đây anh chống như nào tôi không cần biết, đúng không ạ, bây giờ anh muốn quay trở về quê hương đất nước theo đúng cái chủ trương đường lối chính sách của Đảng và chấp hành pháp luật của nhà nước thì tôi đều ủng hộ cả, già trẻ lớn bé ủng hộ hết. Thế nhưng mà cái việc về với quê hương đất nước không phải là về để chia rẽ, về để đưa ra những quan điểm mập mờ để tạo ra cái làn sóng trong cái dư luận trong xã hội, đúng không ạ? Thì cái điều này là cái điều mà chúng ta cần phải suy nghĩ, cần phải phải đánh giá. Đấy, không phải tự dưng mà người ta làm một cái chương trình để người ta cảnh báo chúng ta đâu, đúng không ạ? Chứ còn con người thì chúng ta đánh giá về bản chất, chứ nói thì ai cũng nói được. Và thời gian sẽ là câu trả lời chính xác nhất. Và cuối cùng đó, thì cũng hỏi lại một lần nữa, những cá nhân trước đây đã từng ủng hộ Nguyễn Phương Hùng, đã ủng hộ David Lê, anh ta là người yêu nước, anh ta là quay đầu này nọ, thế ngày hôm nay những người đó suy nghĩ như thế nào về quan điểm trước đây của mình, đúng không ạ? Chúng ta không vội đánh giá về bất kỳ một vấn đề gì cả, mà chúng ta cứ theo dõi, đúng không ạ? Theo dõi ở đây mà nói rõ là mình cũng không chả có chống ai cả, được chưa, chả có lên để mà thế này thế nọ cả, mà chúng ta thấy cái quan điểm nào nó chưa phù hợp trong một nội dung thì chúng ta đưa ra cái quan điểm mình của mình. Còn dĩ nhiên mỗi người có một tư tưởng khác nhau, ai quý ai đó là quyền của mỗi cá nhân, đúng không ạ? Ai ủng hộ ai cũng là quyền của mỗi cá nhân, nhưng cái quan trọng nhất vẫn là cái an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Khi các bạn đặt niềm tin sai thì hậu quả không phải riêng các bạn gánh mà cả cái dân tộc Việt Nam này phải gánh, đúng không ạ? Nó rất rõ ràng như vậy. Hiện nay ở các cái nước đấy người ta đang diễn ra bom rơi đạn lạc đấy, đúng không ạ? Tự do dân chủ nhân quyền đâu, tại sao cứ đi đến đâu là bom rơi đạn lạc đến đó đấy. Còn nói thẳng ra một câu là quốc gia nào người ta cũng vì lợi ích quốc gia, dân tộc của quốc gia đó, chả ai cho không ai cái gì và cũng chung chả ai tốt với mình cả. Đừng có nghĩ là theo phương Tây hoặc là theo Mỹ là mình sẽ phát triển, không có đâu. Bài học to đùng đấy, Mỹ đấy nhá, theo Mỹ đấy, rồi cuối cùng là tất cả là gì, ôm phản lao ra biển hết rồi, tập tạ mấy chục năm nay nhá, tập tạ mấy chục năm nay rồi. Rồi các cái nước khác đấy, Afghanistan đấy cũng có một Lido Kabul rồi đấy nhá, nhiều rồi, bài học tấm gương rồi. Nếu như quyền lợi của người ta không còn được duy trì thì chắc chắn người ta bỏ thôi, người ta bỏ. Cũng giống như chúng ta kinh doanh cũng vậy thôi, bây giờ chúng ta buôn bán hàng mỹ phẩm chẳng hạn mà nó thua lỗ thì chúng ta phải chuyển hướng,
không lẽ chúng ta có thể thua lỗ mãi à? Đúng không ạ? Cái đó rất là dễ hiểu, rất là thực tế thôi. Thế thì ngày hôm nay với chính sách ngoại giao của Việt Nam chúng ta thì chúng ta làm bạn với tất cả nhé, chứ không riêng với ai cả. Đó là nói thẳng ra những cái thành phần mà cho rằng là Việt Nam phải thế này thế kia, đó là những cái tư duy hạn hẹp, tư duy hạn hẹp. Chúng ta các cụ có nói rồi, thế nhưng mà chúng ta chơi là chơi như thế nào, đúng không ạ? Chứ không phải chúng ta mà tự dưng mà chúng ta có cả, chả có cái gì chúng ta tự dưng mà nó đến với chúng ta cả. Đấy, cái điều này là rất là dễ hiểu. Cái câu này thì đồng tình với Hoàng Nguyên đấy nhá, tự do không miễn phí, không bao giờ miễn phí cả nhá, không phải là đôi khi mà chắc chắn là như vậy, không có tự do nào miễn phí, không đổi bằng xương máu thì phải trả bằng tiền thôi, như các nước châu Phi hiện nay ấy. Thế thì ngày hôm nay có mấy cái nội dung chia sẻ mọi người như vậy, còn mỗi người có một quan điểm khác nhau nhé. Ai thích Mỹ thì cứ ở Mỹ thôi, ai thích phương Tây thì cứ ở phương Tây, Việt Nam chả cấm nhé. Việt Nam chả cấm các anh đi, quan trọng là các anh sang đấy các anh ở, chứ còn chả ai cấm cả. Nhiều quan điểm cho rằng là bây giờ mà thế này thế kia thì người Việt Nam sang hết bên Mỹ, sang ai sang thì cứ sang thôi, ai cấm đâu, đúng không ạ? Cứ sang đấy mà ở có sung sướng, quan trọng gì. Còn chúng tôi thì thôi, chúng tôi cứ ở trong nước, nghèo khổ nó quen rồi, đúng không? Nghèo khổ nó quen rồi, chúng tôi không có nhu cầu, ai có nhu cầu thì cứ đi. Rõ ràng quan điểm là như vậy. Sang cái đấy không làm có ăn mà, tự dưng là được ở nhà lầu xe hơi sướng quá làm gì nữa, đúng không? Rất là rõ ràng. Thế thì ngày hôm nay đó, với cái chính sách mà với cái chính sách với cái của Đảng và Nhà nước chúng ta thì rất là mở rộng, đúng không? Luôn luôn mở rộng vòng tay đón chào, không riêng gì các anh các chị đâu, mà kể cả bạn bè quốc tế. Như ví dụ ngày hôm nay Thái tử Đan Mạch thăm thành phố Hồ Chí Minh đấy, đúng không? Rất là phấn khởi đấy, cười phớ lỡ, không phải tự dưng mà có như thế đâu. Ngày xưa những năm mà chúng ta ở trong cái thời kỳ chiến tranh thì làm gì có ai sang thăm Việt Nam chúng ta, ngoài ngoại trừ lãnh đạo Cuba ông Fidel Castro, đúng không? Còn đi máy bay vào tận chiến trường. Thế thì ngày hôm nay Việt Nam hòa bình ổn định như thế này không phải tự dưng mà có đâu. Nên đừng có nghe những cái thông tin mà theo tôi nghĩ, đúng không? Tôi nghĩ chỉ là một cá nhân thôi, mà cá nhân nó quyết định được vấn đề gì hay không nó mới là quan trọng. Đấy, thì còn ai ủng hộ thì cứ ủng hộ thôi, đúng không? Nhưng mà đừng hớ nhé, mọi người đừng có hớ như những người đã từng ủng hộ David Lê và Nguyễn Phương Hồng. Còn quan điểm của tôi thì tôi chờ thôi, chứ bảo tôi tin thì tôi chả tin đâu. Thực sự là như vậy, tôi chả tin cả. Đấy, chả tin ai quay đầu quay ít quay xe gì hết. Đấy, cứ tự dưng mấy chục năm chống, xong rồi tự dưng quay xe, đúng không? Tự dưng quay đầu. Thế vài năm nữa người ta quay xe thì sao? Chúng ta có đặt ra cái tình huống giả thuyết được không? Đấy, rất rõ ràng như thế. Thì cũng cảm ơn mọi người ngày hôm nay đã tham gia cái buổi live. Còn nói rõ đây là quan điểm của cá nhân, nhìn nhận về một khía cạnh trong một quan điểm nhé. Nhìn nhận về mặt khía một khía cạnh trong một quan điểm, chứ không công kích hay là đánh giá về một cá nhân. Còn cá nhân đó như thế nào thì mỗi người có cách nhìn nhận khác nhau. Cái quan trọng là gì? Cái quan trọng là chúng ta có đủ cấp tiến để mà tiếp nhận thông tin đó hay không thôi. Đấy, báo cáo với lại tất cả cô chú anh chị là như vậy. Thì hôm nay nó cũng tương đối là muộn. Cũng cảm ơn cô chú anh chị đã tham gia cái buổi live ngày hôm nay. Và nếu như, đúng không ạ, có những quan điểm mà không đồng tình thì các bạn cứ chia sẻ, cứ bình luận. Nhưng trên tinh thần là tôn trọng lẫn nhau, văn minh và lịch sự. Được chưa? Một lần nữa xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị. Chúc mọi người ngủ ngon. Hẹn mọi người vào buổi live ngày sau ạ.